standing in the sunlight, never got mine. We were alright, had that easy kind of love, and I let it in for a moment. Felt like we were floating, baby, I swear. We were golden, it was easy, natural as breathing air. Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ. Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Chào cờ! Trong tháp chuông này, quan trọng nhất quý nhất là hai hệ thống chuông.